quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân vui mừng hội ngộ chị em nhóm nhạc đồ thung lạnh ở Mỹ. Sau khi chiêu đãi fan Miss Universe với bộ ảnh bikini vàng rực cháy, ăn mừng fan bay cánh đích 2 triệu người theo dõi, Khánh Vân xem những tình cảm mà khán giả dành tặng cho mình chính là chất liệu cảm xúc để cô chăm chỉ cập nhật những hình ảnh, hoạt động ở xứ sở cờ hoa. Thời gian ở lại Mỹ, Khánh Vân vừa được tham gia các buổi chụp hình, tham quan các địa điểm nổi tiếng của xứ sở cờ hoa, cũng như có cơ hội gặp lại những người bạn thân thiết cùng bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020. Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ loạt ảnh bày tỏ niềm hạnh phúc khi gặp lại người bạn thân thiết Nova Steven, đại diện đến từ Canada. Không diện những bộ cánh lung linh hay những set đồ cá tính, Khánh Vân và Nova Steven xuống phố với trang phục đơn giản cá tính, nhớ lại những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian gần 2 tuần chinh chiến. Cả Khánh Vân và Nova Steven trao cho nhau những cái ôm, những nụ cười vô cùng thân thiện. Được biết tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2020, ngoài những giây phút cạnh tranh vương miện cũng như tham gia những hoạt động của cuộc thi với lịch trình dày đặc, fan sắc đẹp tỏ ra vô cùng thích thú với hội bạn thân 4 người gồm đại diện Việt Nam, Canada, Australia, Malaysia và Anh Quốc. Còn nhớ Khánh Vân còn dành tặng cho 3 người bạn thân thiết những bộ quần áo thun lạnh của Việt Nam, mặc dù món quà rất đơn giản nhưng lại chất chứa tình cảm đáng quý về một tình bạn ở cuộc thi sắc đẹp. Họ còn dí dỏm thả thính fan sẽ sớm debut nhóm nhạc với tên gọi Thung lạnh Việt Nam 120.000. Khán giả từng rất cảm động trước khoảnh khắc cả 4 cô gái chia tay nhau để trở về cuộc sống thực tại sau ngày thi đấu. Hoa hậu Khánh Vân từng chia sẻ, mãi mãi là chị em, đáp lại đại diện Việt Nam, đại diện Canada, Nova Steven viết, yêu các chị em, tôi sẽ nhớ mọi người lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.